Là cuộc sống thì nó thay đổi rất nhiều cháu ạ. Ở cái ngôi nhà cũ thì bao giờ thấy nó cũng thấp bé, nhưng mà nó với cái điều kiện là lúc đó thì cũng không có tiền, nghèo túng, cho nên là ở cái nhà đấy thì đã thấy nó mát. Nhưng mà bây giờ nó thôi thì anh ấy nó xây dựng nhà cửa lên, giờ nó đoán là cái thứ nhất là tâm nguyện của bố mẹ bảo bây giờ là làm được ngôi nhà, còn bây giờ cũng già rồi ở đến đâu thì ở, thì là cái tâm nguyện của chúng tôi thì là con cái nó cũng đáp lại cái tâm nguyện để cho vợ chồng được toại nguyện ở cái ngôi nhà, mà để cho vợ chồng nó đi lại về đây nó được cái ngôi nhà khang trang cho nó rộng rãi. Bây giờ các cháu nó một ngày nó trưởng thành, nó lớn lên, cho nên là nó về đây nó được nó rộng rãi, cho nên là rất là hạnh phúc. Bây giờ các em nó cũng có điều kiện để nó xây dựng báo hiếu bố mẹ, chúng tôi cũng rất hài lòng và phấn khởi về sự chín chắn của các em. Và cũng nhờ các em nó cũng tìm được nhà đầu tư cũng là rất là thích đáng. Trước khi mà xây cái ngôi nhà này thì là anh chị cũng tham khảo rất là nhiều nơi, nhưng Kita là một trong những đơn vị nhiệt tình nhất về đây khảo sát, tư vấn. Cho dù là hai vợ chồng anh ấy thay đổi móng đến lần thứ ba, nhưng mọi người bên Kita vẫn xuất phát nhiệt tình và cố gắng hoàn thiện theo những cái mà anh chị mong muốn. Đấy là điều anh chị rất là trân trọng. Đấy là điều nhất. Điều thứ hai nữa là cái thiết kế của Kita nó phù hợp với cái mong muốn của anh chị. Cái thứ ba nữa là anh trai với cả mình ấy là luôn luôn mong muốn rằng là những điều tốt nhất nhất cho ông bà. Chính là ba bạn nhà chị rất thích về quê, rất thích về quê chơi với ông bà, và về quê thì nó có một không gian rất là rộng. Và khi mà hoàn thiện về ngôi nhà này thì chị thấy là đáp ứng đủ cái tiêu chí, nhất là không gian thoáng đãng để cho các bạn trẻ có chỗ để vui chơi, vui đùa gần gũi với thiên nhiên. Những điều mà ở trên thành phố không đáp ứng được thì đấy là điều mà chị tâm đắc nhất. Xin được gửi lời chào tới tất cả quý khán giả đang theo dõi kênh truyền thông của Kita Home. Thưa quý vị, hiện tại thì Hồng Phương cùng với đội ngũ truyền thông của Kita Home đang có mặt tại huyện Duy Tiên của tỉnh Hà Nam, một tỉnh thuộc cửa ngõ phía Nam của Hà Nội. Và trong số video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đến tham dự bữa tiệc tân gia của gia đình nhà anh Nguyễn Hoàng Văn mà chúng tôi đã thiết kế cho gia đình mẫu nhà mái lợp một tầng. Xin mời quý vị. Quý vị thân mến, hiện tại thì tôi đang có mặt tại phía trước công trình nhà mái lệch một tầng của gia đình nhà anh Văn có địa chỉ tại Duy Tiên, Hà Nam. Thưa quý vị, sau gần 5 tháng thiết kế, thi công và hoàn thiện, ngôi nhà của gia đình đã được hoàn thiện rồi. Và trước khi mà tiến vào bên trong thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những cái thông tin về kích thước, diện tích cũng như là vị trí của khu đất. Quý vị khán giả thân mến, thông qua phối cảnh flycam thì quý vị có thể nhận thấy rằng công trình của gia đình nhà anh Văn được xây dựng trên một quỹ đất có tổng diện tích tương đối rộng, và theo như thông tin mà gia đình chia sẻ với chúng tôi, tổng quỹ đất của gia đình đó là gần 700 m², và với một tòa quỹ đất tương đối rộng rãi và thông thoáng như này thì anh chị đã lựa chọn mẫu thiết kế nhà mái lệch một tầng. Quý vị thân mến, điểm ấn tượng đầu tiên của chúng tôi khi đến với công trình nhà ở của gia đình ạ, ngoài thiết kế cổng đi hiện đại ra thì chúng ta có thể là quan tâm chi tiết tường bao của gia đình ạ. Theo như thông tin mà chúng tôi tìm hiểu thì gia chủ sinh năm 1987 thì ngôi nhà được xây dựng theo hướng chính tây, phù hợp với phong thủy cũng như là bản mệnh của gia chủ, và thiết kế tường bao với những cái ô thông gió như thế này, ngoài chức năng là thẩm mỹ ra giúp cho công trình sẽ được thông thoáng mát mẻ ra, thì nó còn có thêm một cái chức năng nữa, đó là vào những ngày trời nắng hoặc là vào buổi sáng và buổi chiều thì khi kết hợp với hiệu ứng ánh sáng, đặc biệt là bóng cây thì sẽ giúp cho khoảng sân của gia đình sẽ có những cái đốm sáng vô cùng bắt mắt và khiến cho công trình được trở nên dịu mát hơn rất là nhiều. Và tiếp tục của hành trình, xin mời quý vị sẽ cùng với chúng tôi di chuyển vào bên trong.
Thưa quý vị, bước qua khu vực cổng ra vào của gia đình thì chúng ta sẽ đến với không gian đầu tiên, đó chính là không gian sân vườn. Và với một quỹ đất xây dựng tương đối rộng là gần 700m² thì khoảng sân của gia đình cũng được bố trí tương đối rộng là không gian vui chơi dành cho trẻ nhỏ, không gian để phương tiện di chuyển cũng như là không gian để gia đình có thể là thiết kế những khu vực bồn hoa, tiểu cảnh trang trí để giúp cho cảnh quan sân vườn của gia đình được trở nên đẹp mắt, cũng như là không gian để giúp cho anh chị thư giãn vào mỗi buổi chiều khi mà chăm sóc những cây xanh và cây hoa. Ngoài ra thì chúng ta có thể là quan sát thêm khu vực phía bên của công trình gia đình vẫn có thêm một khoảng diện tích vừa đủ nữa để gia đình có thể là trồng trọt và chăn nuôi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với nhân vật chính trong buổi chiều ngày hôm nay, đó chính là mẫu thiết kế công trình nhà máy lệch một tầng. Thưa quý vị, với một diện tích quỹ đất là hơn 700m² thì anh chị đã dành ra 160m² để bố trí khối công năng nhà chính. Trong đó thì chiều dài mặt tiền của khu đất thì sẽ là 9m và chiều sâu sẽ là hơn 18m. Và với mẫu công trình nhà một tầng thì chúng tôi đã tính toán và bố trí dành cho anh chị gồm có 3 lối để di chuyển. Đầu tiên thì sẽ là một cửa chính ra vào tại mặt tiền theo hướng chính Tây, hướng phong thủy. Tiếp theo thì sẽ là một cửa phụ ở phía bên quay về hướng Bắc, và cuối cùng sẽ là một cửa hậu dẫn ra khoảng sân phía bên của công trình ạ. Với 3 cửa di chuyển này thì gia đình anh chị hoàn toàn có thể thuận tiện giao thông, đặc biệt là trong những ngày gia đình có công có việc. Và một vài những cái chi tiết điểm nhấn mà Kito Home đã mang tới dành cho gia đình ạ. Đầu tiên đó là nâng đỡ hệ mái sảnh thì sẽ là một hệ cột trụ được gia đình lựa chọn những cái loại gạch đá trang trí để ốp lát tạo điểm nhấn. Bên cạnh đó thì tại vị trí của khu vực mái phía trên thì chúng tôi cũng đã là gợi ý màu sơn, đó là màu sơn xanh nõn chuối phù hợp với phong thủy cũng như là bản mệnh của gia chủ sinh năm 1987. Bên cạnh đó thì hệ thống đèn trang trí cũng được bố trí xung quanh các mảng tường này, hệ trụ cột này để đảm bảo cho không gian sinh hoạt của gia đình vào buổi tối được trở nên sáng hơn cũng như là tôn lên những đường nét thiết kế của các kiến trúc sư. Và ngay bây giờ không để quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta sẽ tiếp tục di chuyển vào bên trong để cùng nhau tham quan không gian, các công năng của công trình này cũng như là những bố trí nội thất mà kiến trúc sư đã mang tới dành cho gia đình. Xin mời quý vị.